Thưa quý vị, công ty cổ phần công nghệ GOG Việt Nam đã cho ra mắt dòng sản phẩm viên khớp dạng sủi Gen S. Đây được xem là sản phẩm viên khớp dạng sủi đầu tiên trên thị trường Việt Nam, có chiết xuất từ sụn vi cá mập, giúp hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp, giảm nhanh các cơn đau nhức xương, an toàn trong việc sử dụng lâu dài. Được sản xuất bằng công nghệ Nhật Bản, viên khớp dạng sủi Gen S có chứa sụn vi cá mập với nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Trong đó, sản phẩm chứa chondroitin sulfate, một dưỡng chất quan trọng có khả năng tăng tính bền vững cho sợi keo nội bào và mô liên kết, ngừa thoái hóa tế bào cũng như chống lão hóa, hỗ trợ tích cực trong điều trị viêm xương khớp. Thay đổi thời tiết thì những người bị bệnh thoái hóa khớp như bọn tôi, thoái hóa khớp đốt sống cổ, đốt sống lưng như bọn tôi thì rất là đau. Sau một thời gian sử dụng thì tôi công nhận là những cái triệu chứng nó giảm đi rất là nhiều. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến tạo ra sản phẩm thuần Việt của các doanh nghiệp Việt Nam cho thấy sự nỗ lực và phát triển của các doanh nghiệp Việt là cơ sở để người tiêu dùng thêm tin tưởng vào chất lượng hàng Việt Nam. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.